Ai đơ, lại là đi chi hao. Lần này được đi trong cái thế giới chậm 180 up nha đơ. Thì lần này anh mà được đi, anh cũng muốn chụp hình nhiều để anh up story lắm, mà anh sợ đăng lên cái mấy kia chửi tiếp, nó chửi. Lo hàng không chịu lo, suốt ngày đăng hình story. Chắc luôn á. Nhưng mà nó đâu biết, ủa lúc nào hàng thì hàng, lúc nào đăng hình thì đăng hình, nó đâu biết. Bởi vì anh đang suy xét em ạ. Chắc anh phải chụp xong anh giữ lại, chừng nào anh về nước rồi anh đăng lên. Chắc em nghĩ đăng ký gì vậy? Không nhá. Phát chói hồi chết lưng Rakan. Ây da hả, à, sợ bắn thường rồi mà ta, phải là bắn thường quy thì không chết được á, phải là bắn bắn nhắm bắn thường rồi mà ta. Ây da, mít click nữa chứ gì, bấm hơi nhanh, phải là bắn thường quy là không chết rồi. Lên tôi dậy xíu. Đơ dở nhưng mà pha này đơ hay. Pha chút đơ dở. Sợ gái đâu lại là đi chi hao. Bình Ninh Khánh giết mạnh Khánh cứ binh lùi. Không nghe con hả? Bình xuống găng mà cứ bình lui biết về thôi. Không nghe con thấy gì? Người ta bình xuống găng bình mấy lần rồi, cứ bình biết về. Bực ạ. Rider. Lại là đi chi hao. Vừa biến ra cái vừa ra hết nửa cây luôn, sụp dạng cái quỳ nó hết máu luôn, chơi gì nữa. Gãy đồ gãy đồ lại là đi chi hao. Trời đất ơi, phí cái gờ của đơ chưa? Gãy đồ. Không chí mạng. Bắn vô trụ không chí mạng được, quên. Gắt vậy rồi lấy gì giết? Gắn thì chứ. Em mạng Khánh đâu rồi?
God damn. Trời ơi, trên game. À, trên game kìa. Bố người ta trên game. Gì bọ. Sao chết được không biết nữa. Thiệt luôn á. Trời ơi. Ác với đời chứ, kéo vô cho nó giết đời vậy. Hay à. Ơi, game thua nha, mid trên top thì không được nha. Hãy tưởng tin mình khỏe mà tao ơi, hết khỏe rồi. Chà, cái gì vậy ta? À, sắp cái súng xấu rồi, sắp súng xấu rồi, không ổn rồi. Súng xấu rồi. Trời ơi. Thiệt luôn hả? Ai da. Ga 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 ga. Trời ăn xong luôn vậy. Hay à. Trời ơi, game thì thua được luôn hết trời. Ai da, nó end luôn rồi. Cuộc chiến nó xoay chiều nhanh vậy. À. Ờ thiệt luôn. Không bắt đầu từ gió. Thất bại rồi sao? Rider.